Mình đang đứng bên đường thấy cái đứa nhỏ kia nó vui vẻ, nó tung tăng nó chạy. Tự nhiên có một chiếc xe lao tới, nhỏ chết. Thì mình thấy trước mắt mình một cái cảnh sống chết, nghĩa là xảy trước mắt. Tự nhiên mình bừng tỉnh. Hôm qua ở Saskatoon đó, có một ông cụ đến nhờ Pháp Hòa và chùa cầu siêu cho người con rể của ông. Anh này 44 tuổi, đang đạp xe đạp vậy đó. Ảnh nằm ở trong cái hội đạp xe đạp thể thao. Thì một buổi chiều nọ, đạp xe đạp làm sao thì một ông Mỹ 79 tuổi lao tới sắn vô anh, và anh, người của anh văng lên cái xe xong văng trở lại. 4 ngày sau chết, 44 tuổi, để lại hai đứa con trai. Ông mới đưa cái hình cho Pháp Hòa xem. Trời, anh này cao to, khỏe mạnh, rất là đẹp trai, người vợ rất là đẹp, hai đứa con rất dễ thương. Chỉ trong một chút buổi chiều vậy thôi. Một vị khác trên một cơn bão lái xe về từ hãng, phone cho vợ: "Em ơi em, ở ngoài trời đang bão, anh đang lái xe về, chỉ khoảng 10 phút nữa anh về tới." Thì vừa nói cái phone, chưa kịp cúp phone nữa, một cái cơn bão đi tới bứng nguyên cái cây đó, đè lên chiếc xe, anh chết liền tại chỗ. Cái kịp cái phone chưa kịp tắt chứ giờ. Mình nghe như vậy, hay là mình thấy được những cái cảnh đó, tức khắc giải thoát giác ngộ, buông xả mọi cái chấp trước, mọi hệ lụy, mọi khổ đau, mọi buồn phiền, mọi trách móc. Mình tâm tư mình bây giờ thẳng tiến một đường tu. Những vị đó gọi là duyên giác. Và cái quả vị tu chứng của người đó là độc giác. Độc giác là gì? Tức là đơn độc một mình mà giác ngộ, chứ không cần ai chỉ dạy. Tiếng Hán, tiếng Phạn gọi là Bích Chi. Quý vị nghe Bích Chi Phật không? Bích Chi Phật là tiếng Phạn. Người Trung Hoa dịch Bích Chi nghĩa là độc giác. Chữ độc này là đơn độc, một mình, tự mình chứng ngộ cái chuyện đó mà không cần ai phải giảng giải gì cho mình hết. Vậy thì trong cuộc đời này, ngoài một bậc toàn giác là Phật, Phật là toàn giác. Toàn giác là sao? Nghĩa là cái giác của Ngài tròn vẹn. Ngài thấy cái gì, Ngài thấy rõ cái nhân cái quả của nó. Cho nên tâm của Ngài tự tại, giải thoát, bớt những cái chấp trước khổ đau. Còn mình bây giờ thì lúc làm á, thì mình không nghĩ, mà lúc quả nó đến thì tháng. Cho nên giữa mình với cái người giác ngộ nó khác ở cái chỗ đó. Người giác ngộ á, là người ta thấy rõ cái quả, người ta không dám làm. Còn chúng sanh mình á, thì chỉ thấy cái nhân thôi, mà không thấy cái quả. Sẵn sàng tạo nhân, và thậm chí còn anh hùng, tôi không ngán ai hết, đọa địa ngục cũng được, tôi phải ra tay diệt cái anh này, diệt cái cô nọ. Thế như vậy đó. Cho nên Đức Phật là người toàn giác, đó là thấy rõ cái nhân quả trùng trùng ở trong đó. Còn mình bây giờ á, cũng giác, nhưng mà cái kiểu của mình là hốt giác hốt mê. Hốt giác hốt mê là gì? Lúc tỉnh lúc mê. Có khi thì mình là gì? Có khi là mình phần giác, giác từng phần. Thí dụ mình khổ đau ngộ đó thôi. Nhiều khi cái việc nó đến buồn khổ vậy mà qua chuông rồi cũng y à. Thật ra mình là phần giác. Còn nếu mà tệ hơn nữa là bất giác. Bất giác là không bao giờ tỉnh ngộ. Có lẽ Phật tử thì chưa đến nỗi đâu. Hồi xưa chưa tu thì có thể là bất giác. Còn bây giờ thì hốt giác hốt mê, lúc tỉnh lúc mê. Còn mà hay nữa là thấy ai để gì ngộ ngộ giác. Phật thì giác ngộ, còn mình thấy gì ngộ ngộ giác. Cho nên đó là Phật Bồ Tát, mà danh từ Bồ Tát là mình nghe nhiều lắm. Pháp Hòa đã từng giải cái chữ Bồ Tát ở tại đạo tràng Hải Đức này rồi.
Quý vị hôm nào có dịp nghe lại cái bài Bồ Tát giả Bồ Tát thật, thì trong cái bài đó Pháp Hòa đã nói nhiều cái nghĩa của chữ Bồ Tát. Bồ Tát là một người sống không phải lợi cho mình không, vì mình không, mà đa phần là sống vì tất cả những người xung quanh. Pháp Hòa ví dụ như mỗi một lần lễ là mấy Phật tử mình ở đây là hy sinh nguyên một ngày thứ bảy, thậm chí trước đó một tuần nữa, công ăn việc làm gì trong nhà là gác lại hết, về chùa lo nấu nướng, lo dọn lẹp chuẩn bị, cho đến tối chủ nhật luôn, lo đủ tất cả các bữa cơm. Các vị đâu ai bắt buộc phải làm điều đó, nhưng mà tự lòng, thấy cái gì cần mình mở lòng ra mình làm, hành động đó là hành động của Bồ Tát. Cho nên đừng có nghĩ rằng Bồ Tát phải là những người đi trên bông sen, ngồi trên bông súng, chỉ ngón bông hồng. Bồ Tát là những người nhiều khi lam lũ, tóc tai bù xù, ăn mặc đơn sơ, thậm chí đứng dưới bếp cả ngày, dầu thơm cũng không bằng cái mùi đó nữa. Nhưng mà các vị đó là Bồ Tát, tại vì những người đó sống biết hy sinh thời gian công sức của mình cho tất cả mọi người. Vậy thì trong đại chúng chúng ta đây, chúng ta đã từng làm những hạnh của Bồ Tát, tại mình không thấy thôi. Dĩ nhiên là mình đâu cần phải khoe mình là Bồ Tát đâu. Nhưng mà người tu thì chúng ta phải có cặp mắt nhìn để nhận diện các Bồ Tát đó, để chúng ta làm gì? Trân trọng. Chúng ta trân trọng, tiếng Mỹ gọi là appreciate. Chúng ta biết trân trọng và biết gọi là những nhận diện những gì người khác làm cho mình. Và đừng thấy rằng việc đó nhỏ. Nhiều khi một cái việc nhỏ mà không ai làm á, nó mãi mãi nó còn đó. Pháp Hòa ví dụ á, có nhiều lúc quý vị bước lên chánh điện, quý vị thấy Bồ Tát minh kính 90 tuổi lôm khôm lượm rác nha. Nhiều lúc Pháp Hòa đi lên chánh điện lễ Phật bất giác thấy ông cụ. Cho nên những cái chuyện đó, ông có bao giờ ông mới xuống, trời ơi quý vị biết không, hồi nãy tôi lượm nguyên một nắm tay rác, người ta không có nói gì hết trơn á. Nhưng mà mình là cái người sống, mình có cái trái tim, con mắt mình nhìn, mình cảm. Giống như là mà nhiều lắm chứ không phải một việc đó đâu, nhiều vô cùng. Chẳng hạn như mình ăn cơm mà người ta biết mình thích ăn ớt, người ta mang lên dĩa ớt cho mình ăn để mình ngon miệng, mình Bồ Tát thường cúng ớt. Chứ đâu phải chuyện thường đâu. Cho nên là quý vị biết không, mình Bồ Tát là những người sống mà, nếu mà ngài Kumala Thập á, ngài dịch cái chữ Bồ Tát là đại đạo tâm thành tựu chúng sanh, người có tâm rộng lớn và luôn luôn muốn thành tựu cho người khác. Nhưng mà khi đến ngài Huyền Trang á, thì ngài dịch cái chữ Bồ Tát là hữu tình giác. Hữu tình giác là một người hữu tình, chúng sanh hữu tình rồi giác ngộ. Rồi cái nghĩa thứ hai là giác hữu tình, đem cái giác ngộ mà mình đã giác ngộ được tiếp tục giác ngộ cho người khác. Cho nên ngài Huyền Trang dịch chữ Bồ Tát hai nghĩa: hữu tình giác, giác hữu tình. Còn ngài Kumala Thập dịch là đại đạo tâm thành tựu chúng sanh. Ngài Huyền Trang á, những cái dịch nào mà của ngài Huyền Trang dịch á, chúng ta gọi là tân dịch. Còn những cái gì mà trước ngài Huyền Trang á, chúng ta gọi là cựu dịch. Cựu dịch tức là dịch trước kia, tân dịch tức là dịch sau này. Nhưng mà cả hai cách dịch, cái nào chúng ta cũng trân trọng, bởi vì cái nghĩa của nó sâu vô cùng. Mà muốn làm Bồ Tát á, thì phải có hành động. Cho nên tất cả mọi hành động trong cuộc đời này, chúng ta phải nhận diện những hành động đó đều là hành động của Bồ Tát. Cho nên nhà Phật dùng cái chữ hành. Chữ hành hoặc là hạnh, nó cùng một cái chữ thôi. Ăn thua mình phát âm. Thí dụ như đại hạnh phổ hiền. Nhưng mà chúng ta có thể đọc là đại hành phổ hiền cũng được nữa. Bởi vì chữ hạnh là gì? Tiếng Mỹ dịch là action. Không có chữ khác để dịch. Action tức là mình, những cái hành động của mình, những cái hành vi của mình, những cái tạo tác của mình đều là hành động cả. Ví dụ như là
Cái người đó đến chùa lúc nào cũng phụ rửa chén. Đó, đó là một hành động. Cầm chổi quét nhà là hành động. Lúc nào cũng quan tâm tới cái bình nước trà của đại chúng, hễ mà hết nước là vị đó đi chăm nấu. Đó là hành động. Lúc nào cũng đi vào trong nhà vệ sinh để ý mấy cái cuộn giấy toilet, hết thì vị đó đi mua chăm thêm, hoặc là tự động vị đó đi thay. Những hành động đó là hành động của Bồ Tát. Cho nên chúng ta thường hay kêu là tu hành. Tu nghĩa là mình muốn sửa, mà không hành động thì cái sửa đó không bao giờ thay đổi. Cho nên chữ tu hành nó không thể tắt. Tu thì phải hành. Có nhiều người không hiểu đấy, nói tu là phải hành thân ép xác. Ăn thì không có được ăn ngon. Ăn phải thiệt là dở, ăn sao mà ốm o gầy mòn mới kêu tu hành. Còn người nào mà tròn do hồng hào trắng trẻo đó, hưởng thụ quá không được. Không phải vậy. Mình hành thân ép xác thì không đủ sức khỏe trí tuệ để tu thì chẳng tu được tới đâu. Và Đức Phật đã từng tuyên bố: này các thầy, con đường khổ hạnh tôi đã đi qua rồi, hoàn toàn không lợi ích, các thầy đừng theo. Nhưng mà trong số đệ tử của Đức Phật có một người tu khổ hạnh là Ngài Ca Diếp. Mà muốn tu khổ hạnh như vậy phải trải qua 12 cái hạnh. Chẳng hạn như không bao giờ ngủ trong nhà, phải ra nghĩa địa ngủ. Ăn thì là phải ăn những cái đồ dở chứ không ăn những đồ ngon, ví dụ vậy. Thì cái đó là cái khổ hạnh. Như Phật chỉ trân trọng cái hạnh tu đó, nhưng Phật không có khuyến khích. Phật không khuyến khích. Bởi vì chính Phật cũng thấy rằng Phật cũng đã từng tu vậy mà. Nếu mà nói khổ hạnh, không ai bằng Phật đâu nha. Nếu mà nói thì khổ hạnh, không ai bằng Phật đâu. Thậm chí bây giờ mình nói tôi tu khổ hạnh, ăn ngày hai cử, sáng trưa thôi, tối tôi không ăn. Cái đó cũng chưa gọi là khổ hạnh. Cho nên có một cái bài thơ mà ca ngợi về cái khổ hạnh của Phật đó. 6 năm tầm đạo chốn rừng già, khổ hạnh ai bằng Sĩ Đạt Ta. Sĩ Đạt Ta tức là cái phiên âm của Siddhartha, tên của Phật, chứ không phải tự Ngài xưng là khổ hạnh ai bằng Sĩ Đạt tôi. Không phải. Sĩ Đạt Ta nghĩa là cái phiên âm của tiếng Phạn là Siddhartha, là tên của Phật. Đây là bài thơ chúng ta ca ngợi Phật mà, nói về cái hạnh tu của Phật. 6 năm tầm đạo chốn rừng già, khổ hạnh ai bằng Sĩ Đạt Ta. Hưu kề dưới gối tuyết đơm hoa, suy cơ tạo hóa hồn mơ mộng. Một ngày nào đó trí tuệ bừng lên nhờ cái khổ hạnh đó. Ngài ăn một hột mè, và trong kinh diễn tả đến đụng Phật, xương này đụng xương kia, da trước đụng da sau. Dĩ nhiên là cái đó là một cái cách để diễn tả cái khổ hạnh của Ngài. Bây giờ ai đi Ấn Độ đến cái rừng, cái núi khổ hạnh lâm, cái núi đó tới bây giờ nó vẫn, nghĩa là thế kỷ 21 rồi mà cái núi đó khô cằn, nghĩa là không có trồng trọt gì được, mà người dân rất là nghèo. Lên tới cái chỗ đó mới có một cái hang nhỏ nhỏ, trong đó người ta tạc cái tượng một cái người đạo sĩ ngồi ốm nhôm xương xẩu không, để nói lên cái hình ảnh Đức Phật ngồi trong đó tu 6 năm. Cho nên nói khổ hạnh thì không ai bằng Phật đâu. Rồi mình bây giờ có khổ hạnh cỡ nào cũng không bằng Phật. Ví dụ nói tu khổ hạnh, tôi không có ăn, tôi uống sữa không à. Ngày ly sâm. Sâm cao ly 6 năm. Phật tu 6 năm khổ hạnh, tôi uống sâm cao ly nuôi 6 năm. Cho nên mình trong cuộc sống này, bất cứ mọi hành tác nào của cuộc sống đều là hạnh hết, đều là hành hết. Nhưng mà có những hành á tạo nghiệp thiện, có những hành tạo nghiệp xấu. Ví dụ cái người đó lúc nào cũng đi soi mói người khác, chỉ trích người khác, cũng là hành và cũng tạo nghiệp, nhưng mà nghiệp xấu. Có một người lúc nào cũng luôn luôn lân mẫn quan tâm tới người khác, an ủi giúp đỡ người khác bằng lời nói của mình,
Nãy trước khi Pháp Hòa ra đây có ông thầy gọi: sư huynh ơi, em buồn quá, em khổ quá, em phải nói chuyện thăm. Tức là trong cuộc sống và những cái khó khăn trong cuộc sống, mình nếu mình có khả năng mình chia sẻ với người đó cũng là một hành động. Cho thưa đại chúng là bây giờ mình nghiệm từ sáng tới tối không lúc nào mình dứt mọi hành động. Hễ không nói thì phải làm, không làm thì phải nghĩ. Tức là lúc nào chúng cái sự vận hành của tâm, của thân thể lúc nào cũng hành tác. Cho nên cái đó là hoạt, hoạt động mà. Cho nên chúng ta nói là sinh hoạt đó. Cuộc sống là phải có sinh hoạt. Cái chùa là phải có sinh hoạt. Không có sinh hoạt gì hết thì là chùa chết. Cho nên cái chữ chùa Bà Đanh là có thật chứ không phải tự mình nói. Ở ngoài Bắc có một ngôi chùa, và nơi đó rất là xa, người ta khó đi tới lắm. Vì muốn đi tới chỗ đó, ngày xưa ai muốn tới chỗ đó phải đi qua một cái đoạn đường, qua sông, qua khó khăn, nguy hiểm, có thú dữ. Cho nên người ta hiếm có ai tới đó. Cho nên cái chỗ đó nó vắng vẻ, nó yên tĩnh, và rất ít người tới. Và vì nó vắng vẻ vậy, và cái tên nó là chùa của Bà Đanh, cho nên cái chữ Bà Đanh là không phải mình tự đặt. Bà Đanh là một ngôi chùa có thật ngoài Bắc. Mọi việc làm của chúng ta đều là hành động đó. Nhưng mà thưa đại chúng, có những việc gì chúng ta làm không phải dễ. Có việc gì mà làm mà dễ không? Điều gọi là khó. Người xưa có câu: vạn sự khởi đầu nan. Cả chục ngàn việc làm, những việc làm chúng ta khởi đầu, chúng ta làm đều từ những cái khó khăn cả. Muốn đi tu khó lắm phải dễ. Ví dụ như mình mới vô chùa nè, hồi nào giờ ở nhà mình ngủ nhiều hơn thức, bây giờ tự nhiên vô chùa bắt thức khuya, dậy thì phải dậy sớm. Cái giờ mà ngủ ngon nhất là từ 3 giờ cho đến sáng. Giờ đó các cụ ở trong chùa không cho ngủ, bắt thức. Cho nên 3 giờ rồi trong chùa bắt, hồi xưa là chùa là phải thức 3 giờ sáng. Tại vì cái giờ nào mà người ta ngủ ngon là mình không được ngủ. Đầu hôm á, trằn trọc khó ngủ. Tới cuối hôm rồi, cuối ngày, cuối đêm rồi, mệt mỏi cho bắt đầu thiêm thiếp ngủ được chút, cái nghe chuông lắc phải thức. Bây giờ ra nước ngoài rồi á, thì không có ai bắt mình thức 3 giờ sáng nữa. Nhưng mà đa phần chùa thức 5 giờ, tức là cho ngủ thêm 2 tiếng. Ai mà không quen cũng khó chịu lắm mà, mệt mỏi lắm mà. Từ 5 giờ sáng mà tới 10 giờ đêm, nguyên một ngày. Mà chùa nào mà rộng rãi thì có được giấc trưa, còn mà chật hẹp là công việc nhiều là thức luôn chứ không có ngủ trưa. Khó lắm. Mở cửa hàng ra làm ăn, lúc đầu không biết làm gì hết. Có nhiều người đâu có biết làm nhà hàng là gì đâu. Nhưng mà khi lao vào cái tiệm, mở tiệm ăn rồi là phải chịu cực, chịu khó. Cho nên á, chữ nan là khó. Nhưng mà khó thì không có nghĩa là không làm được. Khó thôi chứ không phải là không làm được. Chữ khó có thể làm được, cố gắng là xong. Còn bất khả thi, bất khả hành là không thể làm. Thí dụ như người ta yêu cầu mình một điều gì đó, mình nói bất khả thi, tức là không thể thực hiện được việc đó. Nhưng ở đây á, là nan, chỉ là khó thôi. Ở đây Pháp Hòa xin thưa với đại chúng là trong kinh đó, có nói đến bốn điều khó của Bồ Tát. Một vị Bồ Tát muốn làm việc của Bồ Tát đó, trải qua bốn cái khó, gọi là Bồ Tát hữu tứ nan. Bồ Tát có bốn cái khó. Hôm trước đó, trong kinh Tứ Thập Nhị Chương đó, có nói là nhân hữu nhị thập nan, làm người có 20 điều khó. Nghèo mà bố thí khó, người ta giàu người ta cho dễ thôi, còn mình nghèo mà vẫn cho được khó không? Khó. Đối cảnh vô tâm nan, đối với tất cả mọi sự việc
xui rủi vui buồn của cuộc đời này mà tâm mình bình thản được, khó lắm. Nghèo mà bố thí là khó. Vân vân. Quý vị nghe lại cái bài đó, 20 điều khó trong kinh Tứ Thập Nhị Chương. Còn hôm nay mình nói Bồ Tát có 4 cái khó. Thứ nhất, bội kỷ lợi thế nan. Chữ bội là mình bỏ đó. Ví dụ như người ta nói bội phản, thế là cái người đó giờ hồi xưa thân thiết với mình, giờ người đó bội mình. Hay là người tu của mình là phải cái người á, cái người tu mình là phải cái người là bội giác, bội trần hiệp giác. Bỏ đi cái trần tục, cái bụi bặm thế gian để mà mình hội nhập được với cái giác ngộ. Còn mình tu làm sao giờ càng ngày mình làm gì? Bội giác hiệp trần. Hai cái nó khác nha. Một cái người mà bội trần hiệp giác thì đời sống an vui. Còn cái người mà luôn luôn là bội giác hiệp trần thì khổ. Là hai cái nó khó. Thì cái chữ bội là gì? Bội kỷ lợi thế nan là bỏ cái lợi của mình mà mưu cầu cái lợi cho đời là khó. Kỷ là mình. Cái người mà sống mà quên mình mà vì người khó lắm. Tại sao khó? Tại sao ở đây nói khó? Tại vì chưa chắc mình sống quên mình mà mình vì người mà người ta nhận ra, người ta trân trọng, người ta vui vẻ, người ta còn chê trách, người ta còn dèm pha, người ta còn thế này thế nọ với mình, khó lắm. Ví dụ nè, bỏ công bỏ của bỏ đủ thứ hết, nấu một miếng xôi đem lên chùa cúng thôi. Trời ơi, mình hớn hở lắm. Mình nghĩ là mình đem vô là mọi người sẽ nói tôi không cần khen tôi, nhưng mà đừng ăn đừng che là tôi mừng rồi. Trời ơi, mới vừa đem ra, ai nấu xôi vậy? Nhỏ nhẹt mà cũng đem lên. Trời ơi. Là bắt đầu là mình thấy rồi đó, tới rồi đó. Ví dụ vậy. Rồi cái có người cái nói trời ơi, nấu xôi gì mà thiếu nước cốt dừa. Rồi hai người ha. Người thứ ba nói xôi gì lạc nhách à, lúc nấu chắc quên để đường. Đó, chỉ một cái món xôi một chút xíu thôi, người lấy miếng ăn mà một người nói lạc, một người nói thiếu béo, một người nói hấp xôi chưa tới, hột nếp còn nguyên. Rồi ba, trời ơi, từ đầu trên xuống dưới bắt đầu nó trôi mấy câu đó tới mình. Bây giờ hồi nãy á, mình nấu nồi xôi mà giờ trong người mình nó sôi rồi nè. Nấu cái nồi xôi cho thiên hạ ăn mà trong bụng của mình là bây giờ nó sôi rồi đó. Nó sôi lên tới ốc tới não rồi. Khó không? Vì người, mình quên mình mà vì người, khó. Khó ở cái chỗ là, khó ở cái chỗ thứ nhất là thường thường chúng sanh mình sống đâu thói quen là người ta thường hay nói nhân bất tri kỷ, trời chu đất diệt. Người mà không vì mình không được. Nhưng mà cái đó là sống thường tình, sống phàm phu. Còn cái sống của Bồ Tát, sống của vị tha là gì? Là vì người mình sống. Thì cái này là quên mình mà vì người. Có nhiều khi cái người đó, người ta làm việc hết mình, nhưng mà rồi người ta bị tâu rỗi đủ thứ hết. Trời ơi, cấp trên kêu lên giũa, tủi thân lắm. Đi làm mà kiếm tiền bị xếp giũa còn đỡ nghe. Làm free mà bị giũa mới đau chứ. Trời ơi, tôi vô đây tôi làm free, tôi làm từ thiện mà còn bị giũa nữa. Khó lắm. Cho nên muốn làm Bồ Tát, dĩ nhiên mình đâu có muốn làm, nhưng mình đang học hạnh mà. Mình đang học hạnh. Cho nên một Bồ Tát mà vì người mà quên mình khó. Khó ở cái chỗ là thông thường người ta sống cho người ta nhiều hơn sống cho người khác, mà hôm nay mình sống được cho người khác quả là một cái khó rồi. Vậy mà chúng sanh còn chưa yên chưa vui. Trời ơi, mình làm gì cũng bị hết á. Nhưng mà nếu như á mà mình thối tâm lui sụp thì cái con đường của mình nó không thể tới được cái mục đích. Cho nên làm việc gì bây giờ Pháp Hòa thưa, làm việc từ thiện đã khó rồi, bây giờ nè,
Quý vị nào mà quý vị làm việc mà mình mở một cái tiệm thôi, người ta tới người ta làm thì người ta trả tiền, mình làm cho người ta trả tiền. Mà người ta trả tiền là người ta có quyền khen chê, và thậm chí người ta có quyền bắt mình sửa chữa theo cái ý của người ta. Đó, vì mình, nhưng mà mình phải làm là vì sao? Mình nói là mình đã nhận tiền của người ta rồi thì mình phải làm. Cái chuyện đó bình thường. Còn trong cuộc sống có những việc chúng ta làm hoàn toàn miễn phí cho người khác, nhưng cũng không có nghĩa là người ta biết trân trọng những gì mình làm. Đôi lúc người ta khen chê đủ thứ, khó, nhưng mà nếu chúng ta vượt được thì chúng ta đã thắng được cái khó đó. Đổi ngược lại chữ khó, chữ nan là dị. Dị là dễ. Thí dụ như mình cầu chúc cho chư Tăng, chúc cho Thầy chúng sanh dị độ. Dị độ là gì? Là dễ độ. Nhưng mà nếu mà ngược lại, Thầy nói trời ơi tôi lúc này là chúng sanh nan độ. Nan là khó độ lắm. Quý vị nhớ trong kinh Địa Tạng không? Trong kinh Địa Tạng phẩm đầu, chư Phật ra đời là vì muốn độ cho chúng nó rõ pháp khổ, pháp vui. Vì chúng sanh căn tánh can cường. Chữ can cường là cứng cỏi đó. Khó uống, khó bẻ lắm mà. Nhưng mà người nào mà mình thắng được cái đó là mình đã làm được. Nhưng mà nhớ là khi mình làm việc gì cho ai, nhớ để tâm câu này. Nhớ tâm là câu gì? Bội kỷ lợi thế nan. Bội kỷ tức là bỏ mình. Lợi cho mọi người. Bội kỷ là bỏ quên cái mình đi để lợi cho tất cả mọi người. Bội kỷ lợi thế khó. Nan lắm. Cho nên rồi lỡ mình gặp việc đó, nhớ nhắc mình câu này đó thôi. Phật đã nói trước với tôi rồi. Phật đã nói trước với mình rồi. Quên mình vì người khó. Tạm dịch cái câu đó vậy. Cho nên các vị mà anh hùng á, anh hùng á là người ta lăn xông pha ngoài chiến trận, gọi là vì nước, anh hùng vì nước quá quên mình cao cả. Nhưng mà đối với cái người tu á, mình ỷ mình sức mạnh, mình đánh người ta ngã gục kêu anh hùng, vân vân. Nhưng mà đối với cái định nghĩa của chữ anh hùng của mình là gì? Anh hùng là người có thể thắng được mình. Tại vì mình thắng thiên hạ thì dễ, thắng mình khó lắm. Mình có quyền là người ta nghe mình à. Mình có thế lực là người ta nghe mình. Mình có tiền của có thể người ta nghe mình. Nhưng mà thắng được cơn giận của mình khó lắm. Thắng được cái danh của mình khó lắm. Tại vì mình đang có cái danh là mình sẽ bị cái danh nó lôi. Mình đang có quyền thì bị cái quyền nó cuốn. Mình đang có lợi thì bị cái lợi nó sai. Cho nên á, người mà sống bị những cái gì đó nó lôi cuốn mình thì coi như là mình thua. Cho nên các vị mà đi tu đó hay khen á, cái người mà đi tu mà dám cạo đầu phủi tóc đi tu là đại trượng phu. Cái người nữ là mái tóc là họ trao chuốt lắm, vậy mà dám bỏ cái mái tóc để mà đi tu thì cái người nữ đó được trong kinh gọi là đại trượng phu. Tại vì dám bỏ cái đẹp bình thường, bỏ cái đẹp trần thế, cắt ái từ thân sơ, xuất gia đi theo các bậc thánh để mà độ tất cả mọi người đâu phải là chuyện dễ. Cho nên khó. Rồi, bội kỷ lợi thế nan, tạm dịch là quên mình vì người khó. Cái thứ hai, hành tướng duy khổ nan, chỉ một đường tu hành khổ hạnh khó. Quý vị thấy không, trong cuộc đời mình nhiều khi mình muốn đi thẳng đường khó không? Khó lắm. Lâu lâu người ta còn ngoắt mình hai bên đường. Thật sự trong cuộc sống bây giờ đây, đủ thứ những cám dỗ. Người tu mà không khéo, nội cái iPhone nó cũng làm khổ mình rồi.
À, thế gian bây giờ là iPhone nè, iPad nè, phải không? Rồi là đủ thứ những cái vật chất. Nhưng mà nếu như mình thẳng được một con đường mình đi, trời ơi, gian nan lắm. Tại vì những cái đó nó lôi cuốn, nó kêu gọi mình quá, đâu phải dễ đâu. Thôi bây giờ nói cái đơn giản thôi. Tháng 7 ngày, tháng 7 nguyện ăn chay một tháng. Mà ở nhà mình nhiều món quá nó nhịn được những cái món ăn mà mình ăn chay tháng 7 mà ở nhà mình á, hai ba người không ăn chay, ngày chiều nào họ cũng dọn ra mấy cái món hấp dẫn quá, từ cái mùi cho đến cái hình tướng của nó mà mình thắng được khó lắm, chứ không phải dễ đó. Mình nói cái chuyện đơn giản là nhịn thèm đó, không phải dễ đâu. Chưa nói là người ta, mình làm mà người ta còn thế này thế nọ, nổi cái chuyện đó thôi. Rồi bây giờ dụ như mình muốn tháng 7 này mỗi đêm có thời kinh tụng cầu nguyện cho ba mẹ hiện còn cũng như ông bà quá vãng, nhân cái mùa Vu Lan. Mình theo quan niệm người xưa là tới mùa này là mình nhớ ơn ông bà cha mẹ, mỗi tối tụng thời kinh hồi hướng đầu tháng là quyết chí dữ lắm. Nhưng mà lát cái con nó gửi cháu, phải giữ cháu xong cái cả ngày mệt quá, muốn tụng thời kinh của bộ khó quá. Mới đầu định tụng báo hiếu phụ mẫu nha, sau trả giá lại nó thôi tụng Vu Lan thôi. Tại vì kinh Vu Lan nó ngắn hơn kinh báo hiếu. Rồi cái là tụng xong cái cuối cùng nó thôi mệt quá, thôi giờ trả giá nha, tụng đại bi cái vô cái sám Vu Lan rồi hồi hướng. Không phải dễ phải không? Đó, mình nói cho nên á, hành tướng duy khổ, tức là khi mình muốn trực chỉ một đường mình đi, thực hiện được cái chí nguyện của mình khó lắm. Cho nên các vị thấy rằng người nào mà tu mà ngay cái cảnh đầy những cái khuyến dụ mà người ta không có bị khuyến mãi. Giờ nó có khuyến mãi, khuyến mãi tức là khuyến khích mua. Ôi cha, quảng cáo đủ thứ hết. Quý vị biết không, bên Mỹ bán đồ trong shopping sale 50%, sau đó 75% của 50% đó nữa, không mua tội chết. Không mua tội chết. Bây giờ đồ rẻ quá mà thậm chí mình nói trời ơi, bán như cho 50% rồi thêm 70% của cái 50 đó nữa, bán như cho rồi. Nhưng mà thưa, cái người bán có lời không? Có chứ sao không. Đâu có ai thiếu vậy, ta để free đi được, ta có tiếng không. Nhưng mà thật sự ra, nếu mình thấy rằng cuộc đời này cái gì cần thì mình hãy mua, nhiêu đó thôi là đỡ mình rồi, đỡ chật nhà, đỡ tốn tiền, đỡ đi dọn. Thậm chí mua cho cả đống cả làng đó, rồi cuối cùng năn nỉ đem cho. Mà đem cho, trời ơi nè con Nguyễn này nghe tôi chưa xé hiểu à, sợ ta cho nghĩ là mình cho đồ cũ. Dạ thưa em biết đồ này mới nhưng mà lỗi thời không mặc. Dạ mới chưa mặc nhưng mà nó đã không còn hợp thời trang. Cho nên thời trang là vậy đó, thời trang là trang sức đúng thời đại. Người ta chạy theo thời trang. Cho bên Nhật á, xe 10 năm là phải đổi, ai không đổi xe là bảo hiểm tăng. Rồi những chiếc xe cũ đem qua Trung Quốc bán. Cho nên dân Nhật lúc nào cũng lái xe mới. Cứ 10 năm là phải đổi xe. Vì không đổi xe thì đó là cái cách của người ta để người ta làm cái kinh tế trong nước. Xe cũ bán qua những nước khác, đông dân, có thể những người dân ta có tiền ta mua cái loại xe cũ rẻ tiền ta đi. Họ muốn lúc nào người dân cũng phải đi xe tốt. Cho nên nội cái chuyện mà mình tu khó lắm. Bởi cho nên Phật nói trong kinh không, trứng cá bông xoài, người tu nhiều như trứng cá vậy đó. Nhưng mà nở ra thành con cá đó
không có mấy trứng đâu. Bông xoài thấy đầy cây nhưng mà tụ kết tụ thành trái đó không có bao nhiêu. Trứng cá bông xoài rụng dữ lắm, đầy cây vậy đó nhưng mà rơi rụng cũng không ít. Đấy, cùng một thời điểm với Pháp Hòa bây giờ đếm lại không hết năm ngón tay. Các vị mà đi xuất gia cùng thời, thậm chí mà đi thọ giới cùng ngày cùng năm với Pháp Hòa, và có những vị tu sau Pháp Hòa vài ba năm, bây giờ kiểm lại còn một hai, không còn mấy người đâu. Khó lắm. Cho nên bây giờ mình thấy qua bao nhiêu cơn sóng gió mình vẫn còn mặc cái áo tràng ngồi trong chùa là mình biết là mình cũng ngon cơm lắm rồi đó. Trời ơi, chứ không thôi là đẩy mình đi mất rồi. Nội mà cái chuyện buồn phiền khen chê này nọ là mình cũng dễ bỏ cuộc mình rồi. Nhưng mà nhớ, cho nên khi mà cái chuyện học cái này để làm chi? Để không phải thấy chán chê cuộc đời mà không có. Vì Phật là người toàn giác, mà toàn giác là luôn luôn thấy cái đó trước rồi. Cho nên nói cho anh biết, cẩn thận cái đó thôi. Nói như vậy đâu có nghĩa là trong cuộc đời này không ai tu thành tựu đâu. Nhưng mà những bậc mà ta thành tựu được đó không phải đơn giản. Người ta phải đi qua một quá trình. Qua một quá trình. Trong cuộc sống đời thường nè, ai cũng đi theo một cái rất bình thường của thế gian. Trời mưa lâm râm, cây trăm có trái, con gái có chồng, đàn ông có vợ, đàn bà có con. Đi theo cái chu kỳ bình thường vậy đó. Con gái phải có chồng, đàn ông phải có vợ, đàn bà phải có con. Nhưng mà cái cuộc sống mà vợ chồng mà gọi là bình thường trong thế gian, khó không? Hỏi lại hết những vị mà có lập gia đình rồi, có cặp hạnh, có cặp nào mà chưa bao giờ buồn phiền giận hờn nhau? Đâu có đâu. Cũng phải có những cái bất đồng, cũng có những cái không hợp, rồi cũng phải cố gắng hết sức để vượt qua những khó khăn đó. Nhiều khi á, chồng phải hy sinh chút để giữ hạnh phúc gia đình, vợ phải hy sinh chút hạnh phúc gia đình. Mình cũng vậy, mình muốn tu hành thành tựu được con đường mình đi, mình phải hy sinh. Hy sinh gì? Hy sinh thời gian của mình, tuổi trẻ của mình, hy sinh những cái tình cảm riêng tư của mình để thành tựu được cái thành cái lớn. Chỉ đương Thái tử Sĩ Đạt Ta đó, ngài thương công chúa Gia Du Đà La lắm, ngài thương con của ngài lắm, nhưng mà ngài thấy rõ rằng cái này là cái tình thương nhỏ bé, ngài phải đi tìm, đi đến một cái tình thương đại đồng. Hồi xưa có một vị thầy, bây giờ ngài mất rồi, lúc Pháp Hòa hầu quý ngài trong một cái khóa hạ thì cái vị thượng tọa đó mới làm cho Hòa hai câu thơ. Xin lỗi, một cái bài thơ: con hãy hy sinh hạnh phúc mình, lên đường tìm đạo cứu nhân sinh. Đời con nay đẹp mai đau khổ, lưu luyến mà chi một bóng hình. Ngài cho vào cái bài thơ đó. Rồi ngài còn dặn thêm: mai mốt con được đi tu, thầy sẽ cho con thêm hai câu nữa. Từ nay khép cánh tình riêng lại, mở cánh tình chung rải ánh vàng. Đó là cái bài thơ mà vị thầy đó tặng cho Hòa khi Pháp Hòa còn là một chú tiểu nhỏ. Cho nên á, thí dụ mình thấy chồng của mình hay là vợ của mình, ngoài bổn phận đối với gia đình, con cái, vợ hay là chồng của mình biết hy sinh thêm một chút thời gian lo cho chùa, lo cho tam bảo, lo cho cộng đồng, quý vị phải hoan hỷ, trợ duyên. Vì mình thấy rằng người chồng của mình hay người vợ của mình sống đẹp quá, ngoài cái bổn phận lo cho gia đình còn biết đem cái công sức còn lại, thay vì nghỉ ngơi, cống hiến cho chung.
Con cái thấy cha mẹ nó như vậy phải hoan hỷ, phải vui mừng, vì cha mẹ mình đã sống đẹp quá, sống phải cho, đã tròn bổn phận với con cái cháu chắt, vậy mà vẫn làm những công việc đó cho mọi người, phải hoan hỷ, phải vui. Mà được như vậy đó là khó, mà ai làm được thì thành tựu. Cho quý vị thấy á, Hòa thượng Thanh Từ, Hòa thượng Trúc Lâm đó, cuộc đời của ngài là dâng hết cho tăng ni, nuôi dạy biết bao nhiêu lớp tăng ni. Và ngài thường hay nói, tôi thường nói tôi là một người nợ tăng ni, nhưng mà ai biết đòi thì tôi trả, ai chưa đòi thì tôi khất nợ. Tức là cuộc đời của ngài là hy sinh hết cho tăng ni. Sư ông Nhất Hạnh, Hòa thượng Làng Mai, cũng là một người cống hiến hết đời mình cho đạo pháp. Nghĩa là đến khi mà ngày ở cái tuổi 90 rồi, bệnh nằm trên giường mà vẫn không ngưng nghỉ sự viết lách. Viết không nổi nữa, biểu mấy thầy đem máy cassette tới. Những gì trong đầu của thầy muốn nói ra, thầy thay vì viết, thầy nói. Các thầy thâu băng rồi ngồi để chép lại cái lời nói của thầy. Dễ sợ như vậy. Chứ bây giờ mình nhìn lại, trời ơi, cống hiến mình là nhiêu đâu dữ vậy. Ôi cha, mà mình qua trời qua đất. Cho mình thấy cái hy sinh của người xưa với cái của mình chả là gì. Thấy vậy để chi? Bớt đi cái ngã. Bớt đi cái ngã. Mà sống mà, thưa đại chúng, mà cái đẹp nhất của một đạo tràng, của một cộng đồng là người nào cũng đem cái mình đến, có mình đến cho công việc chung. Nhưng mà xong rồi tôi chẳng thấy tôi là gì hết. Tôi là một cái hạt nước trong cái biển đại dương này. Xin nguyện làm dòng sông, không làm hạt nước nhỏ. Mình phải là một dòng sông, đừng làm một giọt nước. Tại vì dòng sông nó mới có thể đưa tất cả đi xa được. Còn giọt nước không đưa ai tới đâu hết. Mà không chừng nắng lên, giọt nước có thể tan biến, bốc hơi hết trơn. Cho nên xin nguyện làm dòng sông, không làm hạt nước nhỏ. Rồi, cái thứ ba là gì? Nghĩa là người, cái thứ hai là nghĩa là người tu hành vì lợi ích chúng sanh theo nguyện của mình, không ưa tìm cầu những thú vui của thế gian. Hồi nhỏ Pháp Hòa thích đọc sử của các vị tổ lắm. Đọc để làm chi? Để khuyến khích mình. Thấy cái hạnh của người xưa tu, mình mong mỏi mình đi theo. Thích lắm. Hồi nhỏ thời gian Pháp Hòa có là Pháp Hòa vô trong tủ kiếm mấy cuốn truyện tổ đọc. Cho nên là bây giờ quý vị biết không, quý vị nên tìm cái bộ gọi là Danh Tăng Việt Nam. Tìm đọc cái bộ đó. Rồi tìm một vài tiểu sử của các vị tổ, các vị hòa thượng mà mình đọc. Nhiều Việt Nam mình á, Danh Tăng Việt Nam giờ sưu tập thành hai quyển rồi đó. Nhiều vị tu hành hay lắm. Đó là chưa nói Hành Trạng Chư Tổ Trung Hoa. Ôi cha, quá chừng luôn. Nội tổ Việt Nam mình thôi đọc không hết luôn. Cho nên đi tìm đọc cái bộ đó. Thời gian giờ không còn nữa đâu. Đọc, thí dụ mình đọc cái cuốn gì Việt Nam Vào Những Ngày Cuối, rồi gì gì đó. Đủ rồi, mấy chục năm nay nhiêu đó đủ rồi. Giờ lo đọc chuyện khác. Đọc những cái gì mà để nó sắp tấn, nó khuyến khích mình cho những ngày cuối đời. Chứ còn giờ mấy cái kia nữa thì nhiêu mình hiểu rồi. Thời cuộc, thế sự mình hiểu rồi. Bây giờ đã đến lúc mình phải nghiên cứu một cái gì đó để cho cái tâm của mình nó rỗng rang, nó giải thoát. Xứ kinh chư hữu nan. Chữ kinh này không phải là kinh điển, mà kinh này là trải qua. Cho nên ta kêu là kinh nghiệm á. Tức là những cái thực nghiệm mà tôi đã trải qua gọi là kinh nghiệm. Xứ kinh chư hữu nan là trải qua các chỗ
khổ. Mình hay nói khổ gì mà tôi chưa qua. Bởi vì đối với tôi bây giờ ăn khổ qua là chuyện thường. Khổ gì tôi chưa qua. Hồi hôm qua mà đọc quý vị nghe vậy đó, phải không? Buồn gì rồi cũng sẽ qua, chỉ có buồn ngủ không tha ngày nào. Nhiều khi mình nói vui vui chơi vậy. Người đời ta sống với hai chữ đòi hỏi. Tôi giờ tới chỗ không đòi, ai hỏi tôi yes. Tôi không đòi ăn, nhưng hỏi ăn không? Dạ ăn. Muốn mặc không? Tôi không đòi là phải mua cáo đó cho tôi. Mà hỏi chịu không? Dạ chịu. Không đòi, mà ai hỏi thì cũng ok. Trải qua các chỗ, nghĩa là người tu hành vì lợi ích chúng sanh, mà không một chỗ khổ nào mà không trải qua. Mình hay nói với con cái mình, mẹ ăn muối nhiều hơn con ăn cơm. Nghĩa là cái khổ lụy của đời này, những khó khăn cuộc đời này, mẹ đã trải qua nhiều hơn con. Cái con biết chưa là thấm bao nhiêu. Ai mà ở Việt Nam rồi, mình đã từng chạy giặt chạy loạn rồi nè, từng sống những ngày thiếu ăn thiếu mặc rồi nè, từng sống những ngày đói rách rồi nè, qua tới trại tị nạn, trải qua những ngày khổ làm sao nè. Cha ơi, cha tới bây giờ vậy thì mình thấy mình sao? Thiên đường nè, cực lạc Tây Phương nằm ngay đây nè. Đâu cần đợi chết mới biết thiên đường ra làm sao. Ở đây bây giờ nội mà cái bệnh cảm thôi, quá trời loại thuốc cảm. Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ ở Việt Nam nha, cảm mà ra chợ mà mua thuốc mấy bà bán thuốc dạo đó, trời ơi, làm gì mà hồi nhỏ có được hai chữ hết hạn chưa. Không có bao giờ biết chữ hết hạn là gì. Đi ra mà thuốc họ bán đời lũy nào cũng có biết đâu, bán cho tôi hai viên đó, rồi ta cứ bán thuốc lẻ đó, mình cứ mua về uống thôi, chứ làm gì có biết chữ hết hạn. Qua đây mới biết chữ hết hạn. Bây giờ biết được hay mấy chữ hết hạn lúc nào cũng dở ra coi. Trời ơi, cứ uống đại ăn đại. Mấy đứa nhỏ bây giờ nhiều khi mình bực nó ghê lắm nha. Mới vừa đưa cho nó coi nó ăn, nó cầm lên hết hạn. Nó hỏi coi còn hạn không. Nhiều khi mình nói ăn đi con, hết hạn lâu rồi đó. Mà quý vị phải qua kể vậy là quý mình thấy là ở Việt Nam làm gì hồi xưa mình nói mình có cái chữ gọi là biết cái gì là hết hẳn lắm. Nhưng mà thưa là Pháp Hòa có hỏi mấy ông bác sĩ rồi, mấy ông nói là thuốc tây mà có hết hạn uống cũng không sao, bớt quá cái công lực đó giảm chút, mình uống tăng đô một chút cũng được. Nhưng mà thưa đại chúng, ta bán thì ta phải nói như vậy, chứ không lẽ sữa nó mới hết hạn qua bữa nay uống vô chết sao. Mấy người ta ăn da ua, ăn hết hạn. Ta nói ôi cha, cái này nó hết hạn rồi, nó lúc nó còn hạn nó cũng chua giống nhau vậy. Thường là mình quan niệm cái gì mà chua là kêu hư đúng không? Nó cái gì là chua mà là mình bảo nó hư à? Cho nên lúc mà đưa da ua ăn đấy, thầy ơi cái này hết hạn rồi đấy, lúc nó còn hạn ăn nó vẫn chua giống vậy đó. Cho nên những cái kinh nghiệm, những cái gì mà cái khổ mình đã qua rồi, cho nên qua để làm gì? Nhiều người ta qua không nổi, người ta đòi chết. Mà mình qua được rồi thì thôi, đến bây giờ đối với mình là không có gì làm khó được mình nữa hết. Nhiều người người ta chịu không nổi, người ta tự vẫn người ta chết. Hoặc là người ta bỏ xứ người ta đi, vân vân. Còn mình là không, vẫn kiên trì và sống sót cho tới giờ này. Thì mình thấy rằng cuộc đời mình khổ nào mình chưa qua, cái lụy nào mình chưa qua, thành thử đối với mình bây giờ không còn gì phải buồn phiền khổ não nữa cả. Thật sự bây giờ quý vị thấy một buổi ăn chiều của mình thôi,
Hôm rồi ông bà dẫn chơi, ông bà nói với mấy vị, nó nói ở gì mình hay nói câu á, sao ở gì ăn để sống, chứ đâu phải sống để ăn phải không? Người mình hay nói là ăn để sống, qua xứ này rồi ăn để chết. Quá trời đồ ăn, ăn no lăn rồi chết. Chết giấc. Béo thì không có gì béo bằng cái cheesecake. vừa bổ mà vừa béo nữa. Vậy mà khoái lắm. Trời ơi, uống Starbucks là một đống sữa ở trong rồi, vậy mà thêm whipped cream nữa. À, mà một ly Starbucks bây giờ mà medium size cũng là 10 đồng chứ đâu có ít. Một gói thuốc bây giờ quý vị hút cũng là 20 đồng rồi. Thật ra mình ở đây chỉ muốn nói rằng nếu chúng ta đã từng là cái người trải qua những cái khổ rồi á, bây giờ mình được như vậy, mình thấy ôi cha, cái thời gian mình vừa qua quả là một cái kinh nghiệm quý báu. Một cái kinh nghiệm quý báu. Và mình được sống ở quốc độ này thì mình thấy là cái phước của mình. Và thậm chí lúc mình tìm con đường sống, mình đâu có nghĩ tới cái sống. Mình cứ đặt 50% thôi. Một là sống, hai là chết. Và khi mà mình ở được một cái nơi mà mình đã tấp được vô bờ, mình thấy mình sống rồi, thì mình thấy là cuộc đời mình hoàn toàn mới. Ngày hôm qua, Pháp Hòa có gặp một cô Phật tử. Cô trải qua một cơn bạo bệnh. Và hôm nay cô đã khỏe. Thì Pháp Hòa có nói với cô lên cô mừng lắm. Cô nói là cô phục hồi được sức khỏe. Cô cảm ơn mọi người đã thương và cầu nguyện cho cô. Nhưng mà thật ra trong thâm tâm Pháp Hòa biết cầu nguyện cho cô là một việc. Nhưng mà cái phước báo của cô nó còn, cho nên nó mới phối hợp được. Chứ đâu phải nếu mà cái phước người đó hết rồi mình cầu gì cũng chịu thôi. Giống như cái đèn dầu, tuy mình thấy nó hết dầu nhưng mà tại sao nó vẫn còn cháy? Bởi vì cái dầu nó đang hút vô cái tim đèn đó, và nó đang sống nhờ cái dầu của cái tim. Mặc dù nhìn vô cái đèn là thấy không còn miếng dầu, nhưng nó vẫn còn sống là nhờ những dầu mà nó hút vào cái tim đó. Đức Phật ví dụ hay lắm về cái chết. Pháp Hòa có nói á, bây giờ cô nghĩ á, lẽ ra mình đi rồi, nhưng bây giờ mình bác sĩ đã giải phẫu, đã làm cho mình khỏe lại được, thì cái gì mình được ngày hôm nay đó, từ nay về sau là mình nghĩ rằng đây là cái bonus, đây là một cái bonus, một món quà. Vậy thì từ đây về sau mình hãy sống trân trọng và sống thật ý nghĩa. Cho nên ngồi trong này ha, đại chúng nào mà trải qua một cơn bệnh rồi, ai đã trải qua một cơn khổ rồi mà còn được như vậy thì biết những gì của mình, một cái cơn khổ đi qua, một cái lụy đi qua rồi mà mình còn được như vậy. Hồi trưa có một cô tới thăm, cô tâm sự với Pháp Hòa cách đây không lâu về cái khổ của cô. Và cô Pháp Hòa đã khuyến khích, đã nói chuyện với cô rất nhiều. Và bữa nay cô tỉnh táo trở lại. Pháp Hòa gặp cô hỏi sao? Bữa nay cô khỏe hẳn chưa? Pháp Hòa không hỏi cái sức khỏe mà hỏi cái tâm của cô. Cô nói thầy, bây giờ con nghe lời thầy, con khỏe, con vui lắm rồi. Con buông bỏ được rất là nhiều. Vì cô đã trải qua một cái khổ mà cô nghĩ rằng cô không thể sống sót được. Và Pháp Hòa đã ngồi lại với cô, nói chuyện với cô và đem ra nhiều cái hình ảnh để khuyến khích cho cô. Pháp Hòa mới nói cô phải ráng để cô làm một cái hình tướng, cái hình mẫu cho con cô. Vì từ đây cho đến dài dài về sau, con cô còn phải trải qua một cuộc sống gian nan. Cuộc đời mình đâu nói được. Nhưng nếu cô không vững chãi trong lúc này thì cô không đủ kinh nghiệm để hướng dẫn con cô trong tương lai. Và nhờ nhiều lời khuyến khích cho cô đã vượt qua được. Cho nên thưa đại chúng là qua được một cái khổ là khó. Nhưng mà qua được rồi thì chúng ta làm gì? Chúng ta biết trân trọng và sẽ nguyện sống vui vẻ, hạnh phúc những gì mà chúng ta đang có cho đến ngày cuối, cho đến ngày sau. Cái đó gọi là xứ kinh chư hữu nan. Tức là xứ này là xứ sở, nơi chốn.
mà khổ lụy. Cái chữ xứ này nó không có, nó là tiếng Hán ta dùng để chỉ cho một vấn đề. Thí dụ như là tứ niệm xứ, bốn nơi để mà chúng ta, bốn cái đề mục để chúng ta chánh niệm về nó. Về thân, về cảm thọ, về tâm, về mọi hiện tượng, gọi là thân thọ tâm pháp. Thì cái đó là cái chữ xứ đó, trong trường hợp đó phải không, không mình thì chữ thì mình có hiểu thể là cái nơi, nhưng mà nó không phải là cái place, mà là một, có thể nó là một bất cứ một cái situation nào, một cái vấn đề nào đều là xứ hết. Cho nên xứ kinh đó là mình đã trải qua những cái điều, hay những cái điều, hay thậm chí cái nơi chốn cũng được nữa. Thí dụ mình đã từng ở cái nhà dột mà đến nỗi tối ngủ thấy hết ở trên đó. Những cái Việt Nam mình là nhà nào mà nhà ngói đó, mèo mà nó rượt nhau một buổi tối thôi là bắt đầu ngói hở hết. Mà nếu mình không có tiền mướn người ta tới lợp á, rồi mình không biết đường, mình lại lấy cây á chọt chọt cái ngói cho nó khít khít trở lại để nó che mưa. Rồi có những nhà người ta sống bằng cái lá, nhà lá nhiều năm, lá nó mục, mưa nó dột, lấy cao su văng lên, phủ lên, lấy gạch văng. Đó, cái đó cũng là khổ xứ đó. Nhưng mà rồi mình ở trong một cái gia đình mà chồng mình làm khổ mình, con mình làm khổ mình, đó cũng là khổ xứ. Rồi nơi trong tâm của mình bị ôm ấp mọi cái đau khổ, giờ trải qua được thì cái chỗ mà mình giữ trong tâm cũng là khổ xứ. Cho nên là xứ kinh chư hữu nan, trải qua được những cái nơi chốn, những hoàn cảnh, những vấn đề khổ đau khó lắm, nhờ qua được rồi hạnh phúc. Cái cuối cùng, thời kiếp vô lượng nan, thời kiếp không có hạn lượng là khó. Nghĩa là người tu hành mong cầu quả Phật vô lượng, lại gồm tu hạnh lợi tha, cho nên phải trải qua vô lượng kiếp không có hạn định. Thời kiếp vô lượng nan, ở đây nói là mình muốn thành Phật thì phải trải qua vô lượng vô số kiếp. Nhưng mà bây giờ nói vậy nó xa quá, giờ mình nói gần. Nói trời ơi, sao mà anh bây giờ thành tựu được nhiều quá, có nhà, có cửa, có mọi cái hoàn cảnh sống tốt. Thì mình cũng có thể đó. Trời ơi, tôi cũng trải qua vô lượng vô số khổ cực, chứ đâu phải bình thường. Muốn thành tựu được cái gì ngày hôm nay cũng phải trải qua nhiều lắm chứ. Vậy thì quý vị thấy một người như Đức Phật hay là các vị Phật mà tu thành Phật đâu phải dễ. Trải qua vô lượng vô số khó. Nội cái chuyện mà hiện đời của Đức Phật nè, hôm trước Pháp Hòa có kể cho quý vị nghe cái bài nghịch duyên của Phật. Phật tu mà Phật gặp biết bao nhiêu những cái nghịch duyên. Nào là người ta giả cái bụng chữa vô vu oan cho Phật, đủ thứ hết. Thì bây giờ mình cũng vậy thôi, mình cũng trải qua rất nhiều những cái khó khăn. Có nhiều khi mình ở ngoài đời khổ quá, thôi giờ tìm tới cửa chùa. Nên mình nghĩ là tìm tới cửa chùa là trong đầu mình nghĩ ai trong chùa cũng dễ thương, lúc nào người nào cũng nhẹ nhàng, cũng dễ thương. Mình vẽ một bức tranh thiên đường rất là đẹp. Trời ơi, mình bước vô sáng chiều mà ô, đầu tóc mình rối bời, đầu mình nó lung bung. Nhưng mà thật sự ra chính những chỗ đó, Pháp Hòa rất là sợ Phật tử mà kể thấy vậy rồi cái thối tâm nha. Cho nên lúc nào mà kể Pháp Hòa nghe xong rồi, Pháp Hòa nói phải giữ cái tâm mình cho kiên cố. Vì chính những cái đó là nó thành tựu cho mình đó. Không có những cái việc đó, không có những người đó thì mình không thành Phật đâu. Một cái đục không thể đẽo thành ông Phật. Có những cái đục nó nhỏ nhỏ để khóe mắt, chứ cầm nguyên cái đục bự như sao làm mắt được. Cho nên người ta muốn làm một cái tượng Phật, người ta phải có một cái bộ dao đục từ nhỏ tới lớn,
Cũng giống như quý vị muốn bắn cái gì đó, làm ốc phải có những cái loại chấu lớn, chấu nhỏ gì, một bộ mấy chục cái. Muốn khoan cũng là đủ các loại khoan, khoan lớn, khoan nhỏ gì cũng có, phải không? Thì cuộc đời này cũng vậy. Mình là một khúc gỗ chuẩn bị được đẽo làm Phật. Thì phải nhớ là có những người, người ta lúc khúc gỗ nó chưa có gì hết, ta cầm nguyên cái đục bụng bán bự bự vậy đó. Ra cái mặt rồi giờ chưa có mắt. Ta không thể cầm cái đục bự được, ta kiếm cây đục nhỏ nhỏ ta đục mắt. Thậm chí cây đục nhỏ xíu ta chấm ngay đây để ra ông Phật Ấn Độ. Mình thiếu cái chấm này là thiếu bạch hào uyển chuyển ngũ tu di. Là muốn nói lên cái tướng bạch hào, người ta phải làm gì đó. Quý vị biết cái bữa mà Pháp Hòa qua làm tượng Phật đó, đi qua làm cái tượng Di Đà đó. Cái tượng Di Đà mình đang làm đó là 14,5 m chiều cao, nặng khoảng 20+ tấn đồng. Tượng Quan Âm 10 m đã 17 tấn rồi, thì 14,5 m là đồng nó phải tăng lên. Mà làm một bức tượng lớn như vậy đâu phải dễ. Trời ơi, ánh nắng cái tóc Phật á, qua tới bển này chụp hình gửi về, thầy dưỡng chủ nói trời ơi, nó làm gì như con ốc vậy. Như con ốc gắn lên. Pháp Hòa phải ngồi lại với ông thợ, biểu ổng làm lại cái mẫu tóc khác, rồi trộn thạch cao tại chỗ, rồi nhấn, rồi ổng ngồi đẻo cho Hòa coi. Rồi Pháp Hòa ngồi với ổng để hai bên cùng gắn tơi, gắn lui, gắn xuôi, gắn ngược, nổi cái tóc ông Phật thôi. Rồi nhiều khi á, mình thấy ô cái hình tượng này đẹp quá, đưa cho thợ coi. Nhưng mà tạo cái dáng đó là cái mẫu tượng đó là tượng Phật Thích Ca, mà giờ đem gắn vô Phật Di Đà nhìn có không được. Thí dụ vậy, làm cái môi Phật, cái ông thợ mà chuyên làm môi của Bồ Tát Quan Âm, mà bây giờ biểu ông làm môi ông Phật Di Đà xong làm. Bị vì Bồ Tát là Quan Âm là tướng nữ, mà tướng nữ thì cái môi nó phải trái tim, rồi nó nhỏ 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 vậy nè. Còn bây giờ cái tượng Phật 14,5 m là cái tượng phải to lắm, rồi làm cái miệng chút xíu. Nhỏ xíu vậy môi trái tim nó nhìn được. Trời ơi, nội cái khoét Phật cười thôi 2-3 ngày trời, 2-3 ngày trời mới làm ra được cái miệng của Phật. Cho nên Pháp Hòa mới thưa đại chúng, mình làm cái đó xong mình nghĩ con người mình cũng giống như vậy đó. Nếu mà mình làm khúc gỗ thôi, thì bây giờ khúc gỗ chưa ra gì hết là đục cưa dao mát bự bự dện dện vô. Nhưng mà khi bắt đầu nó ra dáng rồi, bắt đầu nó cần detail, cần chi tiết. Mà chi tiết thì đục to không làm được, phải có những cái rất nhỏ mới làm được. Rồi quý vị biết không, làm áo của Phật, Pháp Hòa mới nói đâu bây giờ anh, bây giờ thay gì á, làm 48 tượng Phật, anh làm cho tôi 48 tượng Phật Di Đà nhỏ nhỏ gắn lên áo Phật cho tôi coi, coi thử coi nó ra sao. Rồi phải tạo cái mẫu tượng nhỏ để mà làm xong cái lúc mình ta làm mình không nói, tới hồi đem vô nhỏ quá làm mẫu khác. Trời ơi, nội cái hoa sen thôi phải chỉnh mấy ngày trời. Vì anh làm nó không có, ví dụ như cái cánh trên nó về cánh dưới nó phải trịch bên để nó lộ ra cái nét sen. Chứ sen gì đâu mà chồng vậy. Coi giống như sen sắp vậy. Không đẹp, phải sửa. Thì Pháp Hòa kể như vậy để thưa đại chúng là một cái một tượng Phật làm cũng trải qua rất nhiều những gian nan khó khăn chỉnh sửa. Thế thì đây, một tượng Phật biết đi, biết nói còn khủng hoảng hơn nữa. Ông Phật kia muốn đục ổng kiểu nào ổng cũng ngồi, còn Phật này đục không được, đục lại. Đục ổng không xong, đục lại. Ổng xong cũng đục lại, nó binh lại. Cho nên bây giờ Bồ Tát là có 4 cái nan: bội kỷ lợi thế nan, hành tướng duy khổ nan, xứ kinh chư hữu nan,
thời kiếp vô lượng nan. Thì thời kiếp mà đối với một vị Phật tu hành mà trải qua vô lượng kiếp, và bây giờ mình nói gần nè, muốn được một cái người như bây giờ thì không phải là chuyện bình thường, trải qua nhiều lắm. Quý vị nhìn trong cuộc sống mình nha, con người mình đó, đơn giản chỉ có hai chữ sống chết. Mà khoảng giữa của sống chết đó, mình bao nhiêu rắc rối mỗi ngày mình phải đối diện nha. Lo đi học nè, học là phải tranh đấu để có bằng cấp nè, xong rồi kiếm việc làm nè, kiếm việc làm phải đúng với cái học của mình nè, tiền lương phải tốt nè, rồi trong sở làm phải đối diện với sếp nè, đối diện với bao nhiêu người làm chung nè, xong rồi bên cạnh đó phải đi tìm cho mình một cái người phân nửa nữa, đối tượng tình yêu, muốn giữ người đó phải tranh thủ đi chơi nè, đưa người đó đi shopping nè, nhớ ngày sinh nhật nè, vân vân. Rồi xong rồi cái cuối cùng cầu hôn nè, cầu hôn và phải liệu hồn nè. Hôn hồn nó gần nhau lắm. Mà nhiều khi á, là mình vừa gặp người đó cái bị người đó hốt hồn trước khi cầu hôn. Rồi bắt đầu phải nghĩ khi có gia đình rồi phải giữ hạnh phúc với người đó, xong rồi bắt đầu phải có con, rồi phải bao nhiêu chi tiết về vấn đề con cái, rồi bao nhiêu chi tiết giữa gia đình hai bên. Nếu mà ngồi mà nói phân 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 phân, trời ơi, chỉ có hai chữ sống chết. Mà cái khoảng giữa của sống chết này thì không biết là bao nhiêu những điều chúng ta phải đối diện, phải giải quyết và phải làm đẹp. Chỗ nào mình cũng phải làm đẹp hết. Thậm chí người Bắc người ta có câu đơn giản, muốn đi xin lỗi, muốn đi tiểu, muốn đi vệ sinh cũng phải làm sao cho đẹp lòng mọi người. Ý muốn nói là cuộc sống mình làm đẹp lòng mọi người đến mức độ là thậm chí mình muốn đi vệ sinh cũng phải xin thưa gửi gắm đàng hoàng, bẩm cha lại mẹ trình chồng, cho con lấy nước trong lòng con ra. Cái câu thơ nó bình thường vậy thôi, nhưng mà ở trong đó nó có cái đạo lý trong đó. Nghĩa là một cái đơn giản, bây giờ Pháp Hòa nói thậm chí mình mời người ta một bữa ăn thôi, nếu mình làm mà mình làm ra mà người ta ăn mà người ta không vui mình cũng buồn vậy. Rồi mà mình muốn vui lòng đến tất cả, đến mọi người, thậm chí người ta đứng dậy đi về mình phải lên có lời cảm ơn. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã đến đây chung vui cùng gia đình. Vì gia đình có chuyện vui rất nhiều sơ sót, mong quý vị bỏ qua cho. Chuyện vui cũng báo cáo, dạ gia đình rất nhiều chuyện vui cho nên sẽ có nhiều điều thiếu sót. Xong qua đám tang, xin cảm ơn gia mọi người đã thương người mất và gia đình đến đây để chia buồn. Vì gia đình rất nhiều chuyện buồn và sẽ có rất nhiều thiếu sót, mong quý vị niệm tình bỏ qua cho. Phải không? Rồi đám tang xong rồi, để tỏ lòng biết ơn tất cả mọi người, mời mọi người về chùa Hải Đức ăn cơm. Phải vui vẻ cho tất cả. Không có việc gì trong cuộc đời này mình làm mà mình không phải để cho tất cả mọi người vui cho đến điểm cuối. Tổ chức một cái buổi văn nghệ, tổ chức văn nghệ mà hát free, ăn free xong phải đứng dậy cảm ơn mọi người đã hoan hỷ đến đây tham dự. Trong quá trình tổ chức, ban tổ chức còn rất nhiều thiếu sót, mong quý vị niệm tình bỏ qua cho. Xong ban tổ chức đứng ngay cửa chào đi về. Tiệm mình mở ra, mình không biết ai tới mua gì, nhưng để ngay cái cổng, vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Chùa mở cửa cho mọi người tới cúng Phật, nghe pháp, tụng kinh, ăn chùa. Vậy mà xong rồi chùa cũng phải nói, dạ hôm nay chùa tổ chức đại lễ Vu Lan, mọi người về đông vui và không có hao. Theo thế gian là đông vui hao, nhưng mà đông vui và không hao.
Có gì sơ sót mong quý vị bỏ qua cho. Thật sự khi Pháp Hòa nghiệm những cái điều đó và thấy đúng, cuộc sống này á, chúng ta làm cái gì chúng ta cũng mong muốn mọi người vui cho đến cuối. Thế thì tại cái đó là cái đẹp của cuộc đời, cái đẹp của sự sống. Cho nên chúng ta phải làm điều đó. Sống như thế nào đẹp từ phút đầu cho đẹp cho tới phút cuối. Một buổi văn nghệ chương trình như thế nào vui cho từ đoạn đầu cho đến đoạn cuối. Một cuốn phim phải hay từ đầu cho đến cuối. Cho nên thỉnh thoảng phải có mấy anh hề vô để làm cho cái bộ phim đó, cái tuồng cải lương đó, cái tuồng hát đó nó có vui nhộn. Bi nhưng mà thỉnh thoảng phải có hài để cho nó vui hòa trong cuộc sống cho đến giây phút cuối. Có hòa nghiệm cuộc đời là Pháp Hòa thấy như vậy. Cho nên rồi thưa với đại chúng là bây giờ cuối cùng chúng ta sống để làm gì? Để làm vui cho mình và làm vui cho tất cả. Vậy thì chúng ta phải phát cái nguyện lớn. Con nguyện cuộc đời của con sống và xin cố gắng hết sức làm vui cho tất cả đến cái ngày viên mãn. Người ta vui thì con vui. Người ta đến thăm mình, khi mình ra đi mình vui lắm. Mình bệnh mà người ta nhắc cái phone lên, người ta hỏi thăm mình vui lắm. Bệnh mà kệ nó chứ, đáng đời. Thì mình thấy là mình thất bại lớn. Thôi thì tối nay mình nói chút xíu về cái nan của Bồ Tát. Khó nhưng không có nghĩa là không làm được. Khó mà chúng ta cố gắng thì thành tựu. Mà thành tựu được rồi thì chúng ta thấy rằng một cái sự hy sinh cố gắng không có luống phí. Cuộc đời này đến ngày viên mãn mà được trọn vẹn như vậy không luống phí. Chúc đại chúng an vui. Hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.